Xin chào cả mọi người, chào mọi người đến với kênh Tôn Tranh của mình. Hôm nay cả nhà của mình tôi tranh đứa cô gái là ôm con gấu bông như này. Và mời cả nhà của mình đón xem.
Và vừa rồi mình vừa tô xong bức tranh của cô gái ôm con gấu bông như này, cảm cả nhà đó xem video tô tranh của mình. Xin chào.